Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở địa chỉ là 182 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình các bạn. Hôm nay sầu riêng Phương Trang nhập hàng nha các bạn. Wow, ở Ri Sáng miền Tây. Và đặc biệt báo cho các bạn một tin vui nữa là địa chỉ 170-70-72 Trường Chinh đã bắt đầu ngày mai là hoạt động trở lại buôn bán bình thường nha các bạn. Đây, đó, hàng đỉnh luôn. Hôm nay Trần Trân xuất hiện sau một thời gian vắng bóng. Tươi xanh như bức tranh luôn. Ngon lành cành đào các bạn. Tới chỗ hôm nay có kiểu tóc mới, đó là một phân các bạn nên đổi nón. Hơn một phân đều. Lông nhiễm. Kéo vô. Rồi, sầu riêng hôm nay đỉnh nha các bạn, trái tròn vo luôn. Đẹp nha. Cho các bạn xem nè. Trái này tầm 2,5 kg các bạn, tròn vo luôn. Quá đẹp. Hàng này là hàng Ri Sáng miền Tây nha các bạn. Đó, ngày mai là bắt đầu bán lại địa chỉ cũ mấy bên kia, bán luôn bên này các bạn. Ở dưới quê cắt hàng xong rồi chở hàng từ vườn ra nhà, rồi soạn hàng xong rồi chở ra lộ, rồi chuyển hàng lên xe, rồi xe từ xe chuyển lên Sài Gòn, từ xe chuyển xuống dựa đó các bạn, rất nhiều công đoạn luôn. Mà sầu riêng này á các bạn di chuyển từ trái nha các bạn. Nói chung là cũng cực khổ. Sầu riêng trái đều đều đẹp không các bạn? Nay lên tấn không chuột? Tấn, một tấn hàng. Lên 3 tấn. Còn 10 tấn ở vườn nữa hả? Đó, ai có nhu cầu sỉ lẻ là cứ liên hệ luôn nha các bạn. Số điện thoại mình để trong mô tả video. Ăn tại chỗ có Trần Trân và Chí Chuột phục vụ bà con cô bác. Vừa cắt ở vườn xong là mang lên luôn các bạn. Trái đẹp quá trời luôn á, tròn vo như trái banh luôn á. Đây, đó, đây là được 3 cần rồi các bạn. Nè, cuốn này là vừa cắt mới luôn các bạn. Đó. Sau khi Phương Trang là không nhúng thuốc cho các bạn. Bắt đầu cắt ở vườn cho nó già, rồi lên đây cho nó chín từ từ các bạn. Các bạn nào mà xem kênh Sài Gòn Food lâu thì các bạn sẽ thấy là mỗi ngày Trần Trân và Tí Chuột sẽ soạn sầu riêng lựa ra từng trái chín các bạn. Tí Chuột nghe tin Trần Trân lên, Tí Chuột mừng dữ lắm, mừng muốn khóc luôn. Ở trên này mà mình Tí Chuột buồn yêu à. Trân gì dưới có nhớ Chuột không? Trân gì dưới quê có nhớ Chuột không?
Thôi nó quay qua, nó chọi với dầu ghiền xỉu luôn. Hai anh em này là xa nhau thì thương nhớ nha các bạn, mà gần nhau là như chuột với mèo, chó với mèo. Anh em nói chuyện hồi cự à. Nói chung là tình thương mến thương. Trần Trần là mới có 18 tuổi các bạn, tí chuột 28 tuổi, 30 rồi hả? Mau dạ mới 28 mà. Mới 28 này 30. Năm ngoái 28, năm nay 29 rồi. 30 rồi hả? 30 luôn. Tuổi tác mình lên một tuổi mình sợ già muốn chết luôn. Ở đây lên 30 cho chẳng. Sầu riêng đẹp các bạn. Sầu riêng miền Tây cơm vàng hạt lép nha các bạn. Đây là ri sáo miền Tây. Đó, dấu hàng mới cắt mới luôn rồi, vừa cắt ở vườn xong rồi bắt đầu chuyển lên. Và đặc biệt là sầu riêng Phương Giang bắt đầu hoạt động trở lại địa chỉ cũ các bạn. 172 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình. Và một địa điểm kế bên nữa là hiện tại là đang chất sầu riêng là 182 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình các bạn. Lô này lên quá đẹp. Rồi kéo vô đi cho chống vỏ là sầu riêng đồng đinh. Cái gì? Sầu riêng ngồi là đồng đinh. Sao vậy? Vì nó đinh. Không, mấy trái nãy giờ nhìn tròn tròn vo mà. 1, 2, 3, 4 bên kia nữa là 5. Bắt đầu sầu riêng mà qua Tết vô mùa là mình sẽ đi quay sầu riêng mỗi ngày cho bà con cô bác xem. Mình quay sầu riêng của dừa Phương Giang là cũng 3 năm rồi các bạn. 3 năm mà mau ghê á. Hồi đó tí chuột còn chút xíu với Trần Trần còn ở chuồng tắm mưa. Cười. Nó bậy trời đất luôn. Mấy trái sầu riêng gai nhọn vậy nè các bạn, mà anh em ở đây là tí chuột Trần Trân, anh chị chủ là cui bằng tay không nha các bạn, không có sử dụng bao tay, là cui bằng tay không luôn. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn và sạch sẽ luôn các bạn. Hôm nay mình làm cái video này là một cái video đặc biệt đánh dấu sự trở lại của 170 Trường Chinh nha các bạn. Địa chỉ quen thuộc là mười mấy năm rồi. Hôm nay mấy làm việc xong với chủ nhà là bắt đầu hoạt động trở lại. Sáu cần à. Ở bên trong là có anh chủ xe, anh đang xuống hàng, anh đang chiền ra ngoài các bạn. Sầu riêng là các bạn phải cưng, tuy rằng gai nó rất là nhọn nhưng mình cũng phải cưng các bạn, để gai mà nó đâm với gai là nó sẽ bị thúi các bạn. Cưng như trứng luôn. Đây là đường Trường Chinh mình buổi tối nè. Bà con cô bác đi chơi, đi làm về. Đấy.
Ủa nãy giờ đâu có thấy trái nào tết cơm đâu hả? Gì khách còn chưa vô trong rồi. Ghê ha. Trong luôn rồi. Luôn có kinh nghiệm ha. Lo chắc sầu riêng đi cưng à. Hello mọi người. Ta chu cái đít ra ngoài kìa, ta quay cái mặt vô trong này nè. Cản cái chỗ quay của người ta rồi. Ôi lộn, người ta quay cái lưng ra ngoài. Lộn, xin lỗi anh, không nên sử dụng cái từ ngữ là chu cái đít ra ngoài đúng không? Quay cái lưng ra ngoài, đưa cái mặt vô trong. Sầu riêng đợt này đẹp quá trời luôn. Những anh chị em mà những năm đã theo dõi Sài Gòn Food thì cũng biết được là sầu riêng Phương Trang đó, mà mấy tháng nay thì thứ nhất là sầu riêng Trung Quốc ăn mạnh quá, giá lên rất là cao, rồi lái mối rồi thu mua rất là mạnh để mà xuất khẩu đi Trung Quốc đó các bạn, nên là khi mà mình mua sầu riêng để mình lên Sài Gòn mình bán á rất là khó. Ví dụ như mình mua cũng được nhưng mà mình phải cạnh tranh giá rất là cao. Mà mình mua giá cao thì năm nay tình hình kinh tế khó khăn á, bà con nhu cầu ăn sầu riêng cũng hạn chế lại á. Sầu riêng gì mà đợt vừa rồi quá trời mắc, 140, 150, 160 ký, quá trời luôn. Hy vọng là bắt đầu thời gian đây cho tới Tết, rồi qua Tết thì giá nó mềm chút xíu thì để bà con ở Sài Gòn thưởng thức được sầu riêng. Mà tính ra thì cũng khó, nói chung là cũng khó thiệt, tại vì mình mong giá ở dưới quê á, bà con cô bác mà trồng sầu riêng á là mọi người đều mong giá cao để chúng để có được mùa, nhiều lúc làm cũng cực khổ để mong được trúng mùa. Mà nếu mà giá cao á thì lên Sài Gòn, bà con ở trên Sài Gòn thì cũng khó thưởng thức tại vì mắc quá, ngán tiền. Nên là được lòng bà con ở dưới quê mà thì cũng bà con ở Sài Gòn thì cũng có, mà được lòng bà con ở Sài Gòn giá mềm quá, bà con ở trên Sài Gòn ăn ngon lành thưởng thức thì bà con làm quê mùa dưới quê thì lại thất bát, trúng mùa nhưng mà không được giá đó, không biết làm sao để cho vừa lòng nhau luôn các bạn. Sầu riêng các bạn nhìn xem trái nào trái nấy tròn vo cho các bạn, cái này tầm khoảng gần 4 ký quay đầu một trái, rồi cái giống như là trái này mình nghĩ chắc cũng tầm 2 ký rưỡi nè các bạn, 2 ký rưỡi à. Trầu vo các bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Đây đưa lên cho nào cho thấy gì trang nhau. Rồi kéo vô. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ủa lộn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giỏ các bạn. Giỏ này là đang xuống nữa là giỏ thứ 10. Mấy bữa Trần vừa qua trên này nó khóc luôn. Nó ngồi nó khóc luôn. Nhớ Trần quá khóc. Hai thằng này dần lên rồi.
ông cũng cực lắm các bạn, tại vì khi ảnh cũng phụ ở dưới quê để chất hàng lên xe, kéo hàng từ vườn ra rồi kéo vô nhà soạn hàng xong rồi chất hàng lên xe, rồi ảnh phải lên xe, ảnh chạy lên Sài Gòn ảnh phụ soạn hàng xuống, rồi anh em ở đây cũng phụ xuống hàng xong rồi bắt đầu kéo vô nhà rồi chất ra nữa các bạn. Quăng ra luôn hả? Không thấy đường á, quăng đi. Còn mười mấy hai chục trái nữa hết xe rồi. Còn xe nào nữa không? Qua năm. Qua năm xe nữa. Hết rồi các bạn. Bây giờ rồi. Hả? Mấy rồi? Ừ phải rồi. Chuẩn bị Tết rồi. Quên nữa. Đó, bắt đầu hai anh chàng đẹp trai kéo hàng vào. Còn cần xé vậy là 50-60 kg đó các bạn. Hôm kia thấy tí chuột mà mang giúp lạo mà. Ôi. Quá nặng. Tí chuột giờ hết pin rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.